sau đây thì nhất sẽ tập bơi cho một bạn công viên. Thì bạn sẽ đá tập bộ chân năm cái. Đây cũng là một trong những cái bài tập mà giúp cho cái đôi chân của mình mạnh cũng như là có được cái sự độ bền. Bên cạnh đó thì lúc mà đá thì mình sẽ kiểm tra được cái kỹ thuật của vận động viên. Tại bên môn Thái thì đi đá thì sẽ không nhiều nhiều. Cái cường độ nó sẽ giúp cho vận động viên giữ được cái độ bền. Khi mà vận động viên có thể lực tốt thì sẽ thực hiện cái kỹ thuật cũng như là cái bài tập này nó rất là đơn giản. Bây giờ thì bạn Nam sẽ là người sẽ